Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Trường Ninh Tướng Quân của tác giả Bồng Lai Khách. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 101. Lý Nhân Ngọc sợ đến lạnh cả răng cả tóc. Trong phạm vi trăm dặm quận thành có đầy quân chú đóng phòng vệ, từ sau khi xí thư đích thân đến, các con đường tắt thông đến đây đều được canh giữ nghiêm ngặt, người bình thường đã bị cấm ra vào. Hai quân giao chiến, ai có thể ngờ nữ soái quân ngụy sẽ mạo hiểm đến đây. Vừa rồi ông cũng chỉ vì thấy khí chất đối phương không như một cô gái bình thường, cộng thêm cục diện bấy giờ mới có suy đoán to gan như vậy. Nói ra xong, đến chính ông ta còn nghĩ khả năng không lớn, nào ngờ đúng là thật. Ông ta chợt biến sắc, vô thức thối lui mấy bước liên tiếp, định quay lại gọi người thì thấy cô im lặng nhìn mình, vẫn ngồi ngay ngắn không nhúc nhích, không hề có ý ngăn cản, mới chợt tỉnh táo lại, sực nhớ đến con trai dương mắt. Con ta đâu, lệnh lang rất ổn, ta đang muốn cầu cạnh hữu tể, sao lại đón tiếp cậu ấy không chu đáo được. Lý Nhân Ngọc từng lấy thân phận thần tử vong quốc đầu hàng vào địch đình, làm quan cho tới nay, sao không rõ ngụ ý của cô chứ. Lại nghĩ ở đây ngay dưới mắt xí thư, cô ta có lực tận trời ắt cũng không dám quá khó xử mình, nên mới định thần, chậm rãi bước đến chỗ cô ra hiệu, ngồi xuống, nhìn vị nữ xoái nước ngụy nhấc bầu rượu, lấy chén, rót rượu mời chấn an mình xin hỏi tướng quân, hôm nay gọi ta đến là có chuyện gì? Ông ta nén giọng hỏi, dù cố hết sức tỏ vẻ tự nhiên, song nghe trong dư âm vẫn có chỗ run rẩy. Khương Hàm Nguyên đầy rượu ngon đến trước mặt ông. Nghe nói cố quốc của ông sắp được lập lại, chuyện Hoàng Phủ Dung là thế nào? Lý Nhân Ngọc vừa nghe là chuyện này, hơi thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức, tỉnh bơ như không nói. Tiểu Hoàng tử trời sinh khác với kẻ phàm, lúc còn bé có cao nhân sở xương cốt phán rằng là tướng của thánh nhân. Ngày ấy thành lạc dương bị phá, ngài cầm quốc tỷ trốn đi, không rõ tung tích. Ngài là chút huyết mạch còn sót lại của tấn thất, là điềm báo của tấn thất phục hưng, ước vọng của vạn dân. Lục Khang, có lẽ cô cũng biết, chính là cứu phụ của ngài, bao năm qua vẫn luôn âm thầm tìm kiếm. Cuối cùng trời không phụ người có lòng, ông ấy đã tra ra được ấy chính là vị vô sinh của chùa già Lam mấy năm trước. Đợi lúc ngài đi phương Tây quay về, qua bao gian khổ đến cuối cùng đã tìm được người, đã rước về đây cách đây không lâu. Vừa nói ông ta vừa thăm dò, thấy thần sắc vị nữ soái nước ngụy dần chuyển sang lạnh lẽo, hờ hững nhặt một đôi đũa gỗ kê xí bầy trên bàn, đột nhiên hai ngón tay bẻ một phát. Cùng với tiếng gãy răng rắc, bộ đũa gỗ cứng chắc đã bị bẻ gãy gọn trong ngón tay cô. Cứ như là cổ mình bị bẻ, Lý Nhân Ngọc ngừng bặt. Ta đến đây cũng đã được vài ngày, nghe được cả thành đều là tiếng nguyền rủa ta, ông nói xem có đúng lúc không chứ, ban ngày ở đầu phố, lại kịp thấy lệnh lang ở bên đường xui khiến dân chúng chút cam thủ lên ta. Lệnh lang chẳng những dáng vẻ đường đường, mà đối đáp cũng mở miệng là ra, khả năng ăn nói đúng là thiên phú. Giờ gặp được hữu tể, ta mới hiểu, ra học uyên thâm, cha nào con nấy. Lý Nhân Ngọc biết cô ta không tin mình, cũng không rõ đã gây rắc rối nơi nào, nhìn chồng chọc vào đôi đũa bị cô bẻ gãy, thầm thấp thỏm không thôi, cười lớn ta đã báo với tướng quân những gì ta biết, không dám giấu giếm. Chuyện đều do Lục Khang làm, ta chẳng qua cũng chỉ theo sau thôi. Xem ra ông sống rất không tệ, từ sau khi trốn được đến đây, chẳng những được người địch trọng dụng mà đến giờ lại còn phục quốc trong tầm mắt, ngồi trước quan cao, sau này vinh hoa phú quý dễ như trở bàn tay. Lý Nhân Ngọc ngượng ngùng Xin tướng quân đừng diễu, ta làm dám diễu hữu tể, chỉ là muốn nhắc nhở một chút, kết cục của Hoàng Tu ở An Long Tắc, chắc ông cũng đã biết. Khuôn mặt Lý Nhân Ngọc cố nặn ra ý cười rốt cuộc không kiềm được nữa, trầm mặc. Khương Hàm Nguyên lạnh lùng nhìn ông ta. Đại nguy ta kết thúc loạn chiến, cửu đỉnh quy nhất, nhưng phía bắc nhạn môn, là chén vàng đợi tu sửa, cũng là chủ cũ của ông chắp tay nhường ra. Đây là vùng đất khô cằn, song một tấc cũng không nhượng, huống chi là môn hộ phương bắc của đại ngụy. Đường kim nhiếp chính vương có ý chí mãnh liệt, năng lực chắc tuyệt, kế thừa ý chí của tiên chủ, thể bù đắp thiên liệt, vĩnh cố đan thần. Đại quân ta cũng đã tiếp cận tới biên giới, chiến lược thế nào hẳn ông cũng biết. Ít ngày nữa, người địch chắc chắn sẽ lui về phương Bắc, quay lại vùng đất cũ của chúng. Đại thế này, không thể nghịch chuyển. Lý Nhân Ngọc, ta không ngại nói thẳng, so với Hoàng Tu, chỗ quen biết cũ của ông, thì ông vẫn còn may lắm, chí ít là, hôm nay ta còn cho ông cơ hội. Lý Nhân Ngọc vốn đã thầm phát mồ hôi lạnh, chợt thấy giọng cô dịu đi, như có cơ hội xoay chuyển, tim thầm đánh thót, dương mắt, đối diện với ánh mắt cô. Ông dù đã mất đại thể, làm việc cho người địch, nhưng ta được nghe, cũng không phải rằng mấy năm qua ông nối giáo cho giặc phạm phải tội không thể tha. Nếu như lạc đường biết quay về, thì tương lai chẳng những ta sẽ bảo vệ cho ông bình an, mà có lẽ để ông tiếp tục làm quan cũng không phải không thể. Đương nhiên, nếu ông chấp mê bất ngộ, cứ phải đối đầu với đại ngụy ta, làm người không nước không nhà, cam tâm tình nguyện trốn đi phương Bắc theo người địch lần nữa, cả đời không về, cho đến chết chôn thân ở dị vực, ta cũng không miễn cưỡng. Người có chí riêng, ông và con ông, lần này ta sẽ không động một sợi tóc của các người. Lý Nhân Ngọc nằm mơ cũng không ngờ, vị nữ soái nước ngụy lại thốt ra lời ấy. Từng chữ từng câu như trọng trùy, dáng thẳng vào lo lắng âm thầm từ đáy lòng mình. Năm xưa trốn ra Bắc, ông ta còn tự xưng là di thần, giờ đây hai bên tóc mai đã phơi xương, đã không còn tâm trí ngày đó nữa làm thần của tấn thất hay của đại ngụy với ông ta mà nói có gì khác đâu ông ta đến cả người địch còn nương náu vào phụng dưỡng cơ mà điều mà ông ta lo lắng duy nhất chính là triều đình nước ngụy sẽ không bỏ qua loại người như ông giờ thì nó cũng không còn thân phận cô gái này đặc biệt quan trọng chẳng những nắm binh đại ngụy trong tay mà còn là nhiếp chính vương vương phi đương triều của nước ngụy nếu đến cả lời cô ta mà còn không tính thì ấy là ý trời, ông phải vong. Gần như chẳng khó để mà lựa chọn, chẳng qua ông chỉ giao động tí trong lòng, bèn ra quyết định, đứng dậy cúi bái cô gái đối diện. Ta chẳng qua cũng chỉ là một người tầm thường trong nhà có tang, tạm thời tính mạng được an toàn đến nay, mỗi lần nhớ đến cố thổ khó về, thường nửa đêm khó ngủ. Giờ Khương tướng quân để ý đến, cho ta cơ hội, lý mỗ vô cùng cảm kích. Ông ta cung cung kính kính dập đầu, sau khi đứng lên, cũng không cần Khương Hàm Nguyên hỏi lại, bèn chủ động đem nội tình câu chuyện Hoàng Tử Tấn thất kể lại, có lẽ đạo nhân đã chết, không biết xí thư moi đâu ra được một nhà sư tuổi tác tương tự để giả mạo. Tuy không có quốc tỷ trong tay, song gã đã nói phải thì còn ai dám nghi ngờ chất vấn. Về phía dân thường lại càng tin là thật, cứ thế, hòa thượng giả lắc mình biến hóa, vượn đội mũ người, dưới một tay xí thư thao túng mà vừa kịch loạn phục quốc đã thành quan trọng. Chỉ cần không phải vô sinh thật thì tốt rồi. Khương Hàm Nguyên thầm thở phào, tiếp đến hỏi tình hình Tả Sương Vương Mục Đáp đang đóng binh ở Loan Đảo. Lý Nhân Ngọc đã quyết định theo hàng cô, chỉ tiếc mình không bỏ đủ sức mà nhập đội. Nghe hỏi đến Tả Sương Vương tất nhiên biết gì nói nấy, rằng trong địch đình, dưới hoàng đế, trái có Hữu Tả Sương Vương, phải có Hữu Tả Quang Vương bốn người này địa vị cao nhất, có quyền thế nhất. Trong đó Tả Quang Vương đã chết trong trận đại ngụy tiến đánh Thiên Quan Quảng Ninh, Hữu Quang Vương vì không hợp với Xí thư đã chết trước đó bị giết trong cùng ngày cung biến do xí thư phát động hiện giờ bên dưới xí thư chỉ còn hai người tả hữu xương vương là phụ tá đắc lực địch đình lấy tả làm lớn địa vị tả Sương vương mục đáp có cao hơn hữu xương vương một chút có điều hai người này không những không chia nhau chống đỡ mà hữu xương vương không phục mục đáp nên xí thư cũng không thân cận với ông ta như trước sao thế không phải tả xương vương là thúc phụ của xí thư sao nghe nói trước đây cũng nhờ vào ông ta mà xí thư mới chiếm được hoàng vị. Khương Hàm Nguyên hỏi Lý Nhân Ngọc thấy cô có vẻ hứng thú, lập tức hăng hái. Tướng quân có chỗ không biết? Thế lực Hiếu Sương Vương cũng rất lớn, người ủng hộ đông đảo, Tả Sương Vương luôn có chỗ kiêng kỵ ông ta. Trước đây sở dĩ ủng hộ xí thư đoạt vị, chưa chắc không phải là vì muốn dựa vào xí thư để áp chế Hiếu Sương Vương. Hôm Tả Quang Vương chết ở Thiên Quan, thuộc hạ còn sót lại của ông ta sẽ thành hai mảnh không ít người chỉ phục mỗi mục đáp, âm thầm đi theo. Tướng quân nghĩ xem, làm sao xí thư không giấy lên khúc mắc. Khương Hàm Nguyên gật đầu. Không sai, tin tức này rất có giá. Chỉ. Lý Nhân Ngọc cho là cô tán thưởng, mừng rỡ, cực lực biểu lộ lòng chung. Chỉ cần có thể dốc sức cho tướng quân, dù chỉ có tác dụng nhỏ bé, cũng không uổng công lý mỗ nhẫn nhục nhiều năm ở địch đình. Khương Hàm Nguyên cười cười, lại hỏi. Nghe nói ba ngày nữa, Tên hoàng tử giả sẽ ra ngoài ô cử hành lễ tế trời. Tin này đã truyền khắp thành từ sớm, nghe cô hỏi, Lý Nhân Ngọc lại thấy xấu hổ, là vì đến chừng đó ông ta là quan tế, xương phải xong, lại nhắc nhở. Xí thư cũng sẽ đi cùng, đến trường đó trong thành ngoài thành đề phòng gấp bội, nếu tướng quân vẫn chưa đi thì cần cẩn thận. Lý Nhân Ngọc nói xong, cô không lên tiếng nữa, nhìn ra cảnh đường phố ngoài cửa sổ như đang nghĩ ngợi điều gì ông ta cũng không dám lên tiếng quấy giày, lại không dám khinh thường ngồi chờ lại, chỉ đứng một bên chờ, không ngờ một lát sau, thấy cô xoay mặt lại nói. Đến trường đó ta cũng đi, ông nghĩ cách, giúp ta có thể tiếp cận chút. Lý Nhân Ngọc giật mình, dối rít ngăn cản. Thân phận tướng quân quý giá, tuyệt đối không thể đi mạo hiểm. Ông tìm cách là được, còn lại tự ta có tính toán. Ngữ điệu cô cũng không mang vẻ hùng hổ dọa người xong lại cấm không theo. Lý Nhân Ngọc đành thưa vâng, hỏi cách thức liên hệ xong lập tức vội vàng rời đi. chương 102 Ba ngày sau, nghi thức tế lễ đúng hẹn mà đến. Sáng sớm, Dư Giá và nghi trượng từ phủ Nam Vương đã đổi tên thành tấn cung ra ngoài, đi ra ngoài ô phía Nam. Đây là lần đầu tiên kể từ sau khi vị hoàng tử Lưu Vong trở về đăng cơ phục quốc lộ diện. Tuy là một phái đoàn dưỡng lên tạm thời, trong đó qua nửa góp cho đủ số là đám quan văn kẻ thì rốt đặc cán mai, Quan võ người thì chưa sờ qua đao, nhưng y quan và lễ nghi đều dựa theo lễ chế xưa kia của tấn thất mà làm. Cựu triều diệt vong cư thế hóa trang ra sân, nghiễm nhiên sống lại. Đã nhiều ngày tạo uy thế trước, cho đến ngày tân đế lộ diện, dân chúng bên đường cuối cùng đã tận mắt nhìn thấy vị hoàng tử thần minh truyền thế có thể tiêu tai trừ hỏa cho thế nhân của truyền thuyết. Ngài ngồi trong sa giá lỏng vàng, người đội mũ miện mặc y phục vô cùng tôn quý, dân chúng không khỏi cảm thấy kính sợ sùng bái cộng thêm một toán người được bố trí trước nhảy ra, tỏ thái độ cuồng nhiệt hô hào mọi người hô to vạn tuế, có người kích động quỳ ven đường cuối lạy thậm chí còn sen cả nước mắt, lan truyền trong không khí, đám còn lại cũng kìm lòng không đặng hùa theo dối rít cuối lạy. Đương nhiên, cho dù là thần minh truyền thế như tấn đế, cũng tôn phụng Bắc Hoàng làm chủ. Xa giá của xí thư đi trước, đào mắt qua đám dân quỳ lạy ven đường lộ vẻ thành tính kia, ở nơi đã bị thống trị nhiều năm này, đây là lần đầu gã nhìn thấy cảnh dân chúng thuận theo chứ không phải nhẫn nhục chịu đựng dưới áp bức của quá khứ. Quả nhiên, vẫn là chỉ có nhân tài nước Tấn hiểu làm cách nào khống chế người Tấn, xem như không có uổng công nuôi đám lục khang lý nhân ngọc. Chẳng những chúng có thể có sức lôi kéo, hơn nữa, nhân số vẫn đang không ngừng gia tăng. Ả à đàn bá nước Ngụy kia nhất định đang hy vọng tốc chiến tốc thắng, tất nhiên gã không thể để ả à ta toại nguyện. Gã tổn thất nổi ngoài lợi dụng núi non trùng điệp làm chướng ngại, bố trí phòng thủ trùng điệp, lại để người tấn xung phong ra chiến đấu vì vị hoàng đế giả kia của bọn chúng. Tất nhiên đám ô hợp này không thể chống lại quân ngụy, song chỉ cần cả vùng U Châu điều động, chỉ cần kéo dài là có thể cầm chân đối phương. Đánh xa tối kỵ đánh lâu, đợi Khương Hàm Nguyên mệt mỏi ứng đối, đến chừng đó, mình lại dĩ giật đãi lao, chắc chắn đã được nửa thành công. Sao đợi đối phương mệt mới tấn công? hôm nay chỗ tế trời này cũng là do bọn lục khang lý nhân ngọc chọn nói gì mà đồi tròn cúng trời đồi vuông tế đất việc tế trời cần phải chọn vùng như nam giao phù hợp các thứ các thứ xí thư không hề hứng thú bảo họ cứ tự xử lý yêu cầu duy nhất của gã chính là ngoài mặt phải long trọng lấy thiên uy đè người nên theo lệ cụ vốn là trong vòng trăm trượng chung quanh không được có kẻ hỗn tạp song hôm nay theo ý xí thư lại cho phép dân trong quận tới gần sân tế xem lễ giờ lành đã đến, nhạc trống cùng vang. Xí thư ngồi ở ngôi chủ phía chính bắc tế đàn, trông quanh gã, là nghi trượng và đông đảo quan viên tham gia tế lễ, xong xuôi, tới 300 nhạc sinh hiến múa. Cả mười mấy trượng ngoài đều lúc nhúc rất nhiều quận dân đứng. Tất nhiên, để cam đoan không có sự cố, tất cả những quận dân được vào trong phạm vi canh phòng đều phải qua tuyển chọn trước, hoặc là trong nhà có người từng làm việc cho phủ Nam Vương Phủ, hoặc là thân quyến của quan tấn hiện giờ, không chỉ thế, còn phải cầm giấy xác nhận thì mới được đứng trước. Hôm nay cảnh tượng thật hoành tráng, làm sĩ thư rất hài lòng. Lục Khang vì tên tấn đế này là giả mạo, nghi ngờ hoàng tử vô sinh đã chết, gần đây đưa đám vô cùng, làm việc không còn tích cực như trước. Đại điển tế trời lần này là do Lý Nhân Ngọc một tay xử lý. Không thể không nói, tay Lý Nhân Ngọc này, dù không quá bản lĩnh xong làm mấy thể loại này cũng rất lành nghề. Sĩ thư thu mắt, nhìn sang tên tấn đế một tay gã tạo ra. Tên kia người mặc nguyện phục, đầu đội mũ miện có rèm trước sau, trong tay cầm chấn khuê, đang ngồi ở vị trí bên dưới gã, thấy gã lia mắt tới, hiểu là muốn mình ra sân, cuống quyết đứng dậy. Sao ngọc khuê dụng cụ bằng ngọc dùng trong nghi lễ của vua chúa thời xưa, trên nhọn dưới vuông. Tên này vốn là một hòa thượng bình thường tu ở ngôi miếu trong núi hoang, mỗi ngày chỉ biết ngồi niệm kinh, tự dưng lắc mình hóa thành hoàng đế, đến nay vẫn còn như mơ, thứ gọi là tiểu nhân đắc chi chính là thế, ngoại trừ kính sợ xí thư thì còn lại đều dần dần nghĩ mình là hoàng đế thật. Giờ cứ y theo sắp xếp trước đó, hướng về phía tây, đứng ở hướng đông nam tế đàn, chờ quan chủ tế hữu tể lý nhân ngọc chủ chỉ xong nghi thức dường ra, nện bước khoan thai, đi tới đặt vật tế, bích khuê, lụa dệt vào trước đống củi chờ để tế phẩm, nhóm lửa đốt. Cột khói lớn như rồng đen từ từ dâng lên trời, tiếp đó, quan tế tử tế rượu, rồi lại hiến múa. 300 người mặc tế phục xếp hàng chờ ở một vùng rộng lớn bao la, cử động theo hiệu lệnh, bắt đầu nhảy múa theo tiết tấu, vũ nhạc dâng lên. Vào trường hợp thế này, bầu không khí vốn dĩ nên trang nghiêm thu hút sự chú ý, đạt mục đích mượn thiên uy rung động lòng người. Nhưng vì vội vã phục quốc, đến quan viên cũng phải kéo vào cho đủ số, trong phút chốc nào có thể tìm ra một đội ngũ múa hát lớn trải qua huấn luyện lâu dài chứ phần lớn cũng chỉ là người vội học qua mấy ngày đã ra lùa vịt vào lồng mở đầu còn chỉnh tề qua hơn phân nửa đã nhó nhào bên trái đưa tay bên phải chen chân phát hiện mình và người bên cạnh không cùng động tác lại rối rít uốn nắn có chỗ mờ mịt luống cuống bèn dứt khoát ngừng lại nhìn trái nhìn phải cảnh tượng bỗng thành buồn cười xí thư nhìn vào có phần không vui liếc lý nhân ngọc lý nhân ngọc chùi mồ hôi chán rối rít ném ánh mắt qua thủ hạ người kia vội chạy xuống đám quận dân đứng đầu nhất. Mấy người đã được dặn từ trước, hiểu ý, quỳ cả xuống, hô to vạn tuế. Đám quận dân phía sau không thấy rõ lắm, không hiểu mô tê cũng rối rít quỳ theo, trong tích tắc, tiếng hô vang vọng vùng hoang dã, che niềm xấu hổ cho cả ban vũ nhạc. Lúc này xí thư mới hơi dịu sắc mặt, quan tế tử cầm tước bôi đựng rượu lễ bước lên, định tiến hiến hoàng đế, bày tỏ trời cao ban phúc. Tấn đế giả nhận lấy, nhưng sao dám lấn lướt sĩ thư bèn cùng quan tế tử cung kính chuyển sang dâng lên cho sĩ thư sĩ thư đứng dậy gã tiếp rượu dơ lên môi giả động tước bôi ra vẻ uống lập tức đưa trả trong lúc ấy tiếng hô của ngàn vạn quân dân nơi hoang vắng vẫn chưa ngừng người người vẫn còn dập đầu xuống đất bỗng xảy ra một cảnh tượng không ai ngờ tới không trung đột nhiên xuất hiện một đường đen thẳng tắp đó là một mũi ám tiễn xé không mà đến nhanh bắn đến giữa người sĩ thư thân vệ từng bên cạnh gã xưa kia, bao gồm cả nô kiền, vì chuyến đi Trường An mà gần như đã hao tổn gần hết. Người hiện giờ dù không đắc lực bằng song vẫn là hảo thủ. Sau khi lên ngôi, để đề phòng sự cố, dù đi đến đâu thân vệ gã cũng không rời. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Nhưng mũi ám tiễn đến quá đột ngột. Không ai nhìn rõ nó phóng ra từ phương nào, do ai bắn, nó như một ngọn u linh, chớp mắt đã vọt tới trước người xí thư đến khi người bên cạnh gã phát hiện kịp phản ứng thì đã trễ dù cả đám cô quên mình nhào qua định cứu giá xong không thể đuổi kịp tốc độ mũi tên mà xí thư đang ngồi riêng một chỗ cao cao chung quanh thấp hơn gã nửa người không có bất kỳ thứ gì che chắn gã như một tấm bia ngắm dễ thấy lúc này tay phải gã vẫn còn bưng tước bôi ám tiễn chỉ cách gã chưa đến vài thước cũng may đương lúc phóng thẳng đến còn cách mấy trượng đã kịp lọt vào tầm mắt gã trong lúc người ngoài còn chưa phản ứng kịp gã nheo mắt, quang tước bôi, một tay chụp quan tế tử đứng gần mình nhất, kéo ra trước mình che chắn. Quan tế tử còn chưa hiểu chuyện gì thì sau lưng đã trúng tên, hét thảm một tiếng, ngã xuống đất. Xí thư khó khăn lắm tránh khỏi ám tiễn, vô thức dương mắt nhìn chỗ ám tiễn phóng tới. Xong gần như ngay tích tắc đó, tuyệt đối không ngờ, lại một mũi ám tiễn từ hướng khác bắn đến. Thì ra là có hai mũi tên gần như được bắn ra cùng lúc từ hai hướng khác nhau đợi khi gã phát hiện, không thể nào đủ chục người đỡ mũi tên giúp, bản thân lại né tránh không kịp, thấy sắp phải bị mũi tên thứ hai bắn trúng, thì gã gặp nguy không loạn, chợt nâng cánh tay trái, lộ cách tay sắt, trực tiếp vung sang ám tiễn. Càng, thiết trào đánh văng ám tiễn ra. Dù liên tiếp tránh được hai mũi ám tiễn phóng tới xong tất cả chỉ xảy ra trong chớp mắt. Mãi đến khi mũi tên thứ hai bị văng ra, thân vệ xung quanh mới áp sát trước người gã, người chung quanh cũng mới kịp phản ứng tấn đế bị dọa sợ nhất chui xuống bàn, ôm đầu không dám ra, còn những quan viên tấn cung cũng trợn mắt há mồm, kinh hoàng không thôi, sợ bị vạ lây cũng không đói hoài tới chuyện khác, giữ tính mạng quan trọng hơn, kẻ thì nằm sấp người thì chạy tới chỗ không người. Lý Nhân Ngọc tất nhiên là hiểu ra chuyện gì, học tấn đế cúi dạp xuống đất, không nhúc nhích. Xí thư bấy giờ đã được thân vệ sông lên bảo vệ vào giữa, nguy hiểm đã giải, nhưng sau lưng gã vẫn toát một tầng mồ hôi lạnh. Đợi hơi định thần, mặt gã đầy nổi giận, xoay mặt lại, quét mắt nhìn về hướng phát ra mũi ám tiện thứ hai, chỉ tay lệnh hữu xương vương đang theo cùng gã lập tức đi bắt thích khách. Nơi đó, trong toán quận dân đang quỳ, rất nhiều người vẫn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì, có kẻ vẫn phủ phục quỳ dưới đất, có kẻ ngồi dậy mờ mịt nhìn bốn phương. Khương Hàm Nguyên cùng Thôi Lâu cải trang trà trộn vào trong đám đông, mỗi người một đầu. Mũi tên thứ nhất là do Thôi Lâu bắn ra, còn cô là mũi thứ hai sát theo sau. Đáng tiếc tuy có Lý Nhân Ngọc làm nội ứng xong vẫn không thể mang vào loại vũ khí có lực sát thương lớn hơn chút, chỉ giấu được ám tiến, mà khoảng cách cũng quá xa, vừa bắn ra, tên đến gần xí thư đã giảm lực, tốc độ cũng chậm đi, tạo cơ hội cho gã kịp phản ứng, bị gã dùng thiết trào lắp trên cánh tay cột cản lại. Thật đáng tiếc, có điều, ban đầu cũng không nghĩ sẽ có thể ám sát thành công. Tạo được một màn mạo hiểm thế này xem như cũng đã đạt mục đích, giờ mà ở lại thêm một chớp mắt là thêm một phần nguy hiểm. Khương Hàm Nguyên gấp rút thu ám tiễn, hô to. Thích khách. Người xung quanh như bừng tĩnh, lại thấy đại đội binh địch cầm đao vào tới ở phía trước, lập tức rối tung rối mù, trong tiếng kêu sợ hãi, chạy tứ phía. Khương Hàm Nguyên và Thôi Lâu nhìn nhau qua đám người, hẹn cùng rút lui. Cô thừa dịp rối loạn định gấp rút chạy về hướng Tây Nam. Hữu Sương Vương dẫn mấy đội ý thủ hạ vào tới gần, ngay tức khắc, trong đám quận dân chạy loạn như ruồi không đầu để ý đến bóng lưng lạ thường bên này bèn lập tức hét lớn hô hoán toàn bộ thủ vệ chung quanh đuổi kịp vây đánh không ngờ đúng lúc này ở hướng gần chuồng ngựa tạm khói đặc bốc lên cuồn cuộn hôm nay hai ngàn kỵ binh hộ tống sứ thư xuất hành sung làm hộ vệ và nghi trưởng lúc cử hành tế tự toàn bộ ngựa đều tập trung về nơi đó không biết sao lại bén lửa lửa liếm tới lại là một vùng hoang vu ngoại thành thế lửa nhanh chóng nối thành một vùng trong gió, ngựa bị chấn kinh, theo con đầu đàn dẫn đầu như hồng thủy sông ra khỏi rào chắn được lắp tạm. Gã trông ngựa nào ngăn nổi, đành trơ mắt nhìn đàn ngựa chạy như điên về phía tế tự, thanh thế kinh người. Trong tích tắc cảnh tượng càng thêm loạn, xung quanh khắp tế trận là quận dân và tuấn mã kinh hoàng chạy tứ tán, đuổi bắt bị cản trở. Đợi đến khi khống chế được cục diện, đàn ngựa dần dần khôi phục trật tự, mới phát hiện kẻ khả nghi sớm đã không còn thấy bóng dáng trận tế thiên kết thúc trong kinh hồn, xí thư được thân vệ hộ tống, gấp rút quay về tấn cung. Qua kiểm tra, hai mũi ám tiễn bắn đến gã đều được nhúng qua độc. Viên quan tế tử hứng mũi tên đầu tiên tuy không bị thương vào chỗ hiểm song đã sớm chết cứng. Rất rõ ràng, thích khách chẳng những muốn đẩy gã vào chỗ chết, mà còn rõ sắp xếp hiện trường hôm nay như lòng bàn tay, suy ra, phải có nội ứng. Gã hạ lệnh phong tỏa tất cả lối ra xung quanh quận thành, lục soát khắp nơi buộc phải bắt được kẻ thích khách. Được tin, Lý Nhân Ngọc quỳ dưới đất, đối mặt với cơn giận không tiêu của sĩ thư. Sao kẻ thích khách lại trà trộn vào được chứ? Giấy xác nhận ở đâu ra? Sĩ thư bắn ánh mắt đến Lý Nhân Ngọc, vô cùng hung ác. Mọi chuyện hôm nay đều do ngươi sắp xếp, phải chăng là ngươi, tư thông thích khách, thừa cơ hại mạng của ta. Lý Nhân Ngọc đập đầu vang bôm bốp, kêu oan. Hiếu Sương Vương vừa rồi mới tra ra, có hai tên tham tiền, bán giấy xác nhận của mình ra ngoài. Vi thần chẳng biết gì cả, đã bắt hai tên kia đến, nếu bệ hạ không tin, có thể đích thân tra hỏi. Thì ra hôm qua có người tìm đến hai kẻ đã có giấy xác nhận, bảo vì kính yêu bác Hoàng, muốn vào được chỗ tốt hôm nay nhìn thiên nhan tương lai, tình nguyện bỏ tiền xin họ nhường giấy. Hai kẻ kia là vô lại, bình thường hay làm việc cho người địch, cáo mượn oai hùng, việc ác bất tận, quận dân bình thường gặp là phải tránh mặt đi vòng, gặp chuyện tốt bèn giao luôn giấy ra, mới để thích khách thừa cơ lợi dụng. Đợi Hữu Sương Vương đến, này sẽ làm chứng cho vi thần. Ông ta vừa miệng giải cho mình xong, Hữu Sương Vương đã vội vàng bước vào, báo một tin cho sĩ thư. Người của hắn lần theo tung tích chạy trốn của thích khách, cuối cùng tìm thấy dấu vết ở một góc núi hướng tây nam quận thành hơn trăm dặm, trong lúc lục soát đã tình cờ phát hiện một con đường hầm bị cây cỏ dại che giấu. Con đường đào giữa lòng núi, như ruột dê, đại quan và xe nặng không thể đi qua nhưng có thể cho binh một đi qua lại qua kiểm chứng đúng là con đường tắt dùng để đưa tin mà nước tấn xưa kia âm thầm cho xây dựng mục đích ban đầu là để đối phó với cường địch phương bắc xong về sau bản thân nước tấn cũng theo hàng đường đưa tin bị bỏ hoang trôn vùi hoàn toàn chẳng những hiếm người biết mà trên bản đồ của nước tấn cũng không còn tung tích chỉ còn thấy ở dư đồ chiến trận cực kỳ chi tiết là còn có thể nhìn thấy đánh dấu thích khách đã men theo con đường cũ này mà đi không rõ tung tích. nghe hữu sương vương hồi báo xong, lý nhân ngọc rốt cuộc thở phào. ba ngày trước nữ soái nước ngụy kia như từ trên trời rơi xuống, ông ta không tài nào nghĩ ra làm cách nào cô có thể vào quận yến, cũng không dám hỏi. vừa rồi còn lo rằng nhỡ cô và toán đồng hành không thể chạy thoát thì nguy to, nào ngờ còn có con đường bí mật này. có điều đến cả mình cũng không biết, sao cô ta lại biết được? ông đang thầm nghĩ thì nghe tiếng gầm cuồng nộ của sĩ thư. Là ai, đến cùng là ai, dám mưu sát ta? Nếu hôm nay gã không may mắn, cộng thêm mấy phần bản lĩnh thực sự, giờ phút này e cũng giống tên quan tế tử, đã sớm mất mạng. hữu Sương Vương ngang nhiên nói. Còn phải nói, nhất định là tả Sương Vương, ngoài mặt thì ra vẻ phục tùng bệ hạ, thực tế đã muốn tự lập từ lâu. Trước kia còn âm thầm lôi kéo người của tả Quang Vương, là bệ hạ đại lượng không tính toán với gá, lại càng khiến giá tâm gá thêm lớn. Giờ đây đại binh nước ngụy tới gần, lỡ bệ hạ có bất chắc, gá chính là kẻ hưởng lợi nhất, đến chừng đó, ai có thể tranh với gá vị trí của bệ hạ hiện giờ chứ? Xí thư không nói gì, sắc mặt đã từ từ trầm xuống. Lý nhân ngọc thầm đưa mắt nhìn hữu xương vương bên cạnh, cũng rè rặt nói. Chuyện này vốn chẳng đến phiên tiểu thần xen vào, song tiểu thần vừa mới bị bệ hạ nghi ngờ, không thể không muốn chứng minh mình trong sạch. Tiểu thần cho là, Hữu Sương Vương nói rất đúng. Hữu Sương Vương thường ngày xem thường bọn Lý Nhân Ngọc, đến cả vẻ nho nhã cũng chúng khi nói chuyện cũng là tội. Giờ nghe ông ta phụ họa mình, vui mừng. Sao lại nói thế? Lý Nhân Ngọc vội nói. Chuyện hôm nay, nếu không phải có kẻ nội ứng ngoại hợp, thì thích khách sao có thể thuận lợi trốn thoát. Phóng mắt nhìn khắp, bên cạnh bệ hạ, ngoài tả Sương Vương thì còn ai có năng lực ấy? Hữu Sương Vương lớn tiếng, "Lý Hữu tể nói rất đúng, là cò vạc tranh nhau, ngư ông đắc lợi, hiện giờ hỏa lực của bệ hạ tập trung vào quận yến chính diện với quân Ngụy, còn ngài ấy thì canh giữ ở hậu phương." Trận chiến này, tiểu thần biết tất nhiên bệ hạ sẽ thắng, song quân Ngụy cũng nào phải kẻ yếu, chỉ sợ đến cuối cùng, phía bệ hạ khó tránh khỏi có chỗ hao tổn, còn ngài ấy thì không mất một sợi lông. Đến trường đấy, nếu ngài ấy lại nổi dậy là sẽ chiếm hết thượng phong." Hữu Sương Vương giật mình, quay sang xí thư oán hận nói. Thảo nào gá đã chủ động xin bệ hạ phát lệnh đi chấn thủ loan đảo. Thì ra là nhằm chú ý này, tuyệt đối không thể để gá tại nguyện thưa bệ hạ. Ánh mắt xí thư càng trở nên âm trầm hơn, một mình chậm rãi bước qua lại chốc lát, xoay sang hữu xương vương, hạ lệnh. Người nhanh chóng dẫn quân đến loan đảo khống chế ông ta, tiếp nhận vị trí ấy, lệnh ông ấy mau đến quận Yến gặp ta. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 103. Tả xương vương có thể đứng mà không ngã, dĩ nhiên không thể hoàn toàn không có tâm cơ. Tai mắt hỏa tốc lập tức truyền tin xí thư gặp chuyện suýt nữa mất mạng đến tai lão ta. Dẫu không thể biết sau đó xí thư và hữu xương vương nói gì, song lão ta phát lạnh sống lưng tại chỗ, cảm thấy không ổn. Hữu xương vương cùng lão ta tranh thế, sau khi xí thư lên ngôi, ngày càng thêm đề phòng lão, sao lão không biết. Ở trận chiến Tây Quan, Khương Tổ Vọng Nguyên soái nước ngụy chết trận là chiến quả mà sĩ thư nhiều lần dùng để khích lệ tầng lớp quân sĩ. Nhưng dù rằng Tô Son chát phấn thế nào, trong lòng kẻ sáng suốt vẫn rõ, đây chính là một trận thảm bại. Vì cuộc chiến ấy, bọn chúng chẳng những tỉ mỉ bày trận, còn đầu tư quân lực cực lớn. Mục tiêu ban đầu là triệt để xáo trộn toàn bộ kế hoạch của quân ngụy, rời áp lực của chiến trận từ phương Bắc về ngụy Đô. Nếu thuận lợi, thiết kỵ của bọn chúng thậm chí có thể thẳng tiến ép về Trường An ấy sẽ là chiến quả huy hoàng to lớn bực nào. Xong, kết quả sắp thành lại bại. Cũng qua trận chiến Tây Quan, lão bắt đầu ý thức được chỗ đáng sợ của đối thủ. Năng lực và bản năng phản kích chém giết trong tuyệt địa kia đủ để khiến kẻ địch mạnh mẽ nhất trên đời này cũng run rẩy. Đội quân đã như vậy, huống chi là thống soái tối cao. Dù Khương Tổ vọng chết trận, song không hề bại trận. Mà người kế nhiệm hắn ta đã dùng cách thay đổi chiến cuộc chứng minh sức mạnh và uy lực mạnh mẽ của ả à đối với thuộc hạ kế thừa từ Khương Tổ Vọng. Với thông xoay ấy, đội quân ấy đủ để phá vỡ bất kỳ kẻ địch nào. Lão đã mất lòng tin sau cuộc chiến đó. Lần này chính lão theo lệnh tới đây cũng là suy sâu tính kỹ chuyện ứng đối. Dĩ nhiên, lão cũng cất giấu mấy phần tư tâm, song lão cũng có niềm khó xử riêng mình, địch thủ làm lão không nhìn thấy chiến thắng chắc chắn, còn xí thư, thì không phải là một kẻ có thể để lão yên tâm nghe lệnh. Địa vị của lão đủ cao, lão không có ý dùng chiến gây dựng uy vọng nữa. Trận chiến này nếu thắng, mình không đến mức bị nỗi hiềm khích tích công. Còn nếu thua dù không ai dám công khai đề cập đến khả năng ấy, song đã là một vị vương bắc đỉnh chém giết tranh đoạt nửa đời người cả một hoàng triều trung nguyên, lão rõ ràng hơn ai hết, gặp đối thủ như tấn thất là do vận may quá tốt thôi. Mà vận may thì nào luôn tốt như vậy? một khi mất đi u yến, hiển nhiên nam đô khó giữ. Đến chừng đó, lựa chọn duy nhất còn lại của bọn họ chỉ còn là rời mảnh đất màu mỡ này chạy ra phương Bắc, quay lại vương đình ngày xưa. Tới chừng đó, màn tranh đoạt tàn khốc nội bộ chắc chắn trình diễn lần nữa. Nếu bây giờ lão bảo toàn được thực lực, tương lai còn có đường sống. Đừng nói tiến, dù lùi, cũng đủ để chú đóng ở địa bàn vốn thuộc về mình. Song lão vạn lần chẳng ngờ, giờ đây tự dưng phát sinh chỗ ngoài dự kiến này là kẻ nào muốn lấy mạng xí thư nếu không phải là hữu xương vương thì lão còn nghĩ tới một khả năng khác là viên nữ xoái nước ngụy thậm chí nếu chỉ nhìn từ góc độ được lợi khi xí thư bỏ mạng mà nói so với hữu xương vương thì lão thấy người sau còn có khả năng lớn hơn lão không tin xí thư không nghĩ ra điểm này nhưng mà hữu xương vương sẽ bỏ qua cơ hội công kích mình sao quan trọng nhất là dù lão có tự biện bạch xí thư thật sự tin tưởng mình sao về mặt này lão không hề có chút lòng tin nào nhằm đề phòng nhỡ có chuyện cùng ngày lão phái thân tín âm thầm chạy tới quận yến thám thính động tĩnh mới sau hai ngày đã nhận được hồi báo khẩn cấp rằng hữu sương vương đã dẫn theo đội quân đang lặng lẽ chạy đến đây nghe nói là lấy lý do trước khi tiền phương căng thẳng mà thay quân điều lão đi quận yến giữa hai vùng đất hành quân gấp gáp chỉ năm sáu ngày sẽ đến hiện hữu sương vương đã lên đường nghĩa là thời gian còn lại cho trường mình sẽ ít hơn mục đáp phát mồ hôi lạnh cả người nếu không phải lão cẩn thận đề phòng từ trước mà cha được tin này đợi hữu sương vương đuổi tới nhất định mình sẽ giữ nhiều lành ít lão lập tức triệu thân tín bàn bạc đối sách cả đám không khỏi lửa giận mút trời có kẻ nói chờ hữu sương vương đến thì gờ yết ít si ít, ít kẻ khác ác hơn cổ động lão chiếm lấy loan đảo, phá con đường giao thông quan trọng giữa Xí Thư và Nam Đô. Việc đã đến nước này, Mục Đáp biết mình không còn đường lui. Chiếu lấy suy nghĩ và lời nói của Xí Thư, sau này cho dù hắn không giết mình, thì mình cũng như tự chặt hai tay. Còn nếu giết hữu Sương Vương chiếm cứ loan đảo, cũng không khó, nhưng sau đó, khắc phục hậu quả thế nào mới là vấn đề. Mặc dù ban đầu xí thư đồng ý cho mình chú đóng ở loan đảo, song đồng thời hắn cũng lệnh cho thân tín hữu xương vương chú ở Nam Đô. Chiều này, hẳn là vì đề phòng lão, để lão và hữu xương vương hình thành thế gọng kim. Nếu mình bạo động ở loan đảo, tất nhiên hắn ta sẽ thả quân ngụy trước, cùng Nam Đô hai đầu giáp công. Như thế thì thế cục sẽ không dễ khống chế. Giờ đây, lão tiến không thể, ở lại. Càng không thể. Một tả xương vương vốn hưởng uy vọng hoàng đình Bắc Định xưa nay, giờ cũng sức đầu mẻ chán, như cũng bàng hoàng không còn kế sách, sau khi cân nhắc dao động tới lui, cuối cùng, lão cũng đưa ra quyết định sau cùng. Phía Khương Hàm Nguyên thám thính động tĩnh chặt chẽ đã nhanh chóng nhận được tin tức. Dưới bóng đêm che chở, tả xương vương bắc địch dẫn thân tín và chủ lực trốn đi trong đêm, rút khỏi vùng đất đóng giữ, lùi về phương bắc. Phỏng đoán rằng lão định cuốn về Nam Đô, lui về Bắc Đình sớm, mưu đồ cho tương lai. Kết quả này, làm cô cảm thấy khá bất ngờ. Cô thiết kế ly gián, đã ngờ rằng tả xương vương và xí thư sẽ phát sinh xung đột, nhưng cũng chỉ dừng ở đấy. Cô chỉ cần hai phe không còn đồng lòng đã là có thể tạo cơ hội tốt để mình giành được loan đạo. Không ngờ, tả xương vương bỏ đi đầy dứt khoát. Hiện giờ loan đạo chỉ còn không đến ngàn binh thường chú, phần lớn là binh thư cấp giả yếu phụ trách vận chuyển quân nhu, với binh tấn chiếm đa số. Trong khi đó, hữu xương vương tiếp quản loan đạo còn chưa tới nơi, chỉ đang ở giữa đường thời cơ tốt ngàn năm một thùa thế này, sao lại bỏ qua? Hai ngày sau, Hữu Sương Vương chẳng hề hay biết gì dẫn đội quân của mình đuổi tới. Khi đó, đầy đầu hắn còn đang suy nghĩ làm cách nào thừa dịp tả Sương Vương chưa sẵn sàng mà khống chế lão, nào ngờ, chờ đợi hắn là một tin tức sấm sét giữa trời quang. Mấy hôm trước tả Sương Vương đã chạy trốn, nữ xoáy nước ngụy dẫn binh mai phục gần đó xuất hiện, gần như không gặp phải bất kỳ kháng cự nào, toàn bộ lính phòng giữ đầu hàng, để cô ta không cần tốn nhiều sức mà chiếm giữ loan đảo Không chỉ thế, Hữu Sương Vương không chút phòng bị còn bị chúng mai phục ở trước loan đảo Nếu không có thân vệ bên cạnh liều chết chống cự, giết ra một đường máu, đến chính hắn cũng phải táng thân nơi đây. Hắn mang theo tàn binh, hốt hoảng trốn về quận Yến. Chủ mưu ám sát ngày ấy, ngoài tả Sương Vương, Xí Thư đã từng nghĩ tới, có thể là đối địch của gã, là bút tích của cô à nước ngụy kia nhưng là loan đạo quá quan trọng. Nếu không có loan đảo, giữa quận Yến và Nam Đô muốn giao thông qua lại nhất định phải vòng qua vùng núi đồi. Chưa đến một tháng chắc chắn không tới. Hơn nữa, trên đường còn phải đề phòng bị địch tập kích. Điều gã lo lắng, nhỡ đó là hành vi của tả xương vương thì loan. Đảo sẽ trở thành khúc xương sườn mềm của mình để tả xương vương uy hiếp, cho nên mới phái hữu xương vương đến khống chế. Giờ thì đã rõ, là kế ly gián của á nước ngụy kia gã đã bị lừa. Mà khiến gã tức đến muốn hộp máu, đó là khi gã phái người đi bắt tên Lý Nhân Ngọc người tấn vô cùng có khả năng tư thông với nước ngụy kia, hắn ta đã dẫn già trẻ cả nhà trốn đến tám bộ. Sau cơn cuồng nộ, gã tỉnh táo lại, biết chắc chắn phải thừa lúc cục diện hoàn toàn mất khống chế phải bằng mọi cách đoạt lại loan đảo. Nếu không, không những mưu đồ kéo chân chết quân ngụy thất bại hoàn toàn, mà kẻ bị kéo chết e sẽ là chính mình. Bảy ngày sau, khi xí thư đích thân dẫn binh đánh tới, Khương Hàm Nguyên đã tập trung hòa lực ở trên đường dẫn tới loan đảo, chậm rãi chờ đợi. Trên cánh cổng thành cao lớn đang đóng, cờ sĩ đón gió phần phật, tướng sĩ xếp thành hàng bố giáp cung tên mạnh mẽ trên lỗ châu mai, như một sợi dây dài. Cô đứng ngay trên đầu tường cánh cổng, trên cao nhìn xuống, nắng chưa chiếu dọi lên tấm áo giáp trên người, lóe ra tia sáng lạnh lẽo. chương 104 Từ không trung nhìn xuống, địa thế nơi này với chân núi trải dài liên miên ra hai bên, lưng núi ở chính giữa cao ngất, tựa như một cánh chim loan đang dương cánh bay lượn, nên mới có tên gọi như thế. Loan đảo, bắt đầu từ chỗ. Đầu chim. Kéo dài ra phương Bắc là một con đường thông tự nhiên dài tới mấy chục dặm. Trước đây, nơi tả xương vương từng đóng giữ là một tòa phương bảo ngay vị trí. Đầu chim. Tường thành được xây giữa lưng vào núi, có cửa có ngõ, chấn giữ Nam Bắc. Phía đối diện, binh địch với số lượng lớn nhanh chóng không ngừng áo tới, xong lại bị ngăn cản ở đầu loan đảo. Người ngựa càng tụ càng nhiều, ngựa hí cường binh địch giận mắng, bụi đất tung bay mờ mắt, tiếng giết rung trời. Đối lập rõ ràng với cảnh tượng đó, tướng sĩ quân ngụy sau lỗ châu mai ban đầu tập trung bất động, mãi đến khi quân địch dần dần tiến vào tầm bắn cung, viên quan chỉ lệnh phát lệnh đột ngột, tiễn trận cùng phát, vút vút bắn đến đối diện, vượt qua rào cản tấm chắn của mấy hàng quân địch trước nhất, không chịu nổi trận mưa tên dày đặc, chúng thử phóng ra mấy lần sông tới, người ngã ngựa đổ, bị ép lui lại, mà tiếng mắng trời càng sâu. Một lá vương kỳ hoa lệ cao tới mấy trượng cực kỳ dễ thấy từ sau cuốn tới. Dưới cờ, xí thư xuất hiện giữa đám kỵ binh mặc giáp chen trúc. Mặt gã lộ vẻ giận dữ, nghiêm nghị quát. Khương Hàm Nguyên, kẻ chủ mưu ám sát ta hôm tế thiên quả nhiên là ngươi. À đàn bà quỷ kế đa đoan, nếu thật sự có bản lãnh, thì ra đây, đánh ta cho ngươi biết, đừng tưởng cứ dựa vào chỗ này là có thể chiến thắng. Mau mau đầu hàng, thì may ra ngươi còn đường sống, nếu không, đến lúc phá trận rồi thì chớ trách ta không cho ngươi cơ hội. Khương Hàm Nguyên lạnh lùng nhìn khuôn mặt gã cùng nộ, lù lù bất động. Tiếng mắng chửi và giáp kỵ của quân địch theo gã cùng đến, nhanh chóng biến thành tiếng gào thét cuồng nhiệt. Vô số binh địch dơ mã đao trong tay, cùng hò hét. G, ít C, hết người ngủy. G, ít C, hết người, người Tiếng gào như sấm, ập tới trận địa đối diện, chui vào trong tai mỗi người. Khương Hàm Nguyên quay sang Thôi Lâu đứng bên cạnh, khẽ gật đầu. Thôi Lâu dương cung, phát một mũi tên về phía đối diện. Mũi tên xé gió, ôm theo tiếng rít trầm thấp mà bén nhọn, bắn thẳng đến xí thư. Mười mấy thân vệ lập tức nâng bia, khép quanh người gã, định lập thành bức tường chắn bảo vệ gã phía sau. Xí thư hét lớn tránh ra, người không những không lùi mà ngược lại còn rủi ngựa ra phía trước, rút mã đao gác trước người, đợi kình tiễn đang phóng đến mình. Không ngờ mục tiêu của mũi tên cũng không phải là gã. Vút, nó vượt qua tên không chung cách đỉnh đầu gã mấy thước, xuyên thủng cột cắm vương kỳ phía sau gã. Cột cờ kéo kèn kẹt rồi gãy. Cùng với lá vương kỳ từ không trung trao đảo rơi xuống, tiếng trống gieo hò của địch doanh dần biến mất, còn quân ngụy đột nhiên ầm vang tiếng ủng hộ, em mờ thanh ấy từng cơn tiếp từng cơn, cơn sau cao hơn trước, rồi, như sóng lớn miên man trong biển rộng, với thế không thể ngăn chặn, chèn ép hoàn toàn âm thanh từ đối diện. Ánh mắt Khương Hàm Nguyên vượt qua địch thủ, nhìn đám binh địch cầm đao như rừng đầy khắp núi đồi, từ tốn nắm chặt trường thương trong tay, cảm thụ sát khí mãnh liệt như đang rung động ầm ầm muốn hóa rồng bay lên trời của nó. Cô biết, lại có một trận chém giết đến, máu trong người cô đang chậm rãi sôi trào, trong lồng ngực cô như có đống lửa thiêu đốt. Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi, chính là thời khắc này. Nửa tháng sau, Trường An thu được chiến báo liên quan tới trận chiến ở Loan Đảo. Bác Hoàng Xí thư ngự giá thân trinh, dẫn tinh binh mạnh mẽ tấn công mấy ngày, lại không tiến lên được nửa bước. Cùng lúc đó, Triệu phác lĩnh quân tiến vào U Châu, Chu Khánh và tướng sĩ Tám Bộ chờ đã lâu nhận được chỉ lệnh, vượt qua sông Lộ, hai tuyến đại quân từ hai hướng đông tây đồng thời tiến công quận Yến. Sau khi xí thư rời quận Yến, ở đấy được khâm long mãnh tướng đệ nhất bắc địch chấn giữ. Binh địch còn lại dưới tay gã ở quận Yến quận bấy giờ, cộng thêm số lượng mà tấn đế xuất ra, xem như cục diện tạm thời ngang hàng. Cuộc đại chiến toàn diện vậy là bộc phát. Đây cũng là thời điểm mấu chốt quyết định kết quả cuối cùng của cuộc chiến. Từ cái ngày nhiếp chính vương chém chết cao trúc trên chiều, toàn bộ triều đình đã hoàn toàn yên tĩnh trở lại ngoại trừ trường hợp cần thiết đa số quãng thời gian còn lại thiếu đế cực kỳ hiếm khi lộ diện bình thường càng không nghe bất kỳ tiếng động gì từ ngài toàn bộ triều chính là từ một tay nhiếp chính vương một tay điều khiển nghe nói thiếu đế là bị nhiếp chính vương giam lòng hoàng đế còn vậy huống chi hạ thần chờ nói ai khác đến phương thanh cũng thấy dần dần không hiểu thấu nhiếp chính vương lúc băng đảng cao trúc còn gây sóng gió, trời bới ngài có ý đồ dùng chiến nuôi công, mưu đồ làm loạn, phương thanh chỉ thấy hoang đường. Ông kiên quyết nhận định, nhiếp chính vương không phải là người như vậy. Nhưng tình trạng giờ đây lại xấu đến bực này, triều đình như trở thành một cõi của nhiếp chính vương, bản thân ngài ấy hình như cũng hoàn toàn không định che giấu. Trong khi đó, có lẽ thiêu đế bị hành động chém chết trọng thần của triều đình của ngài ấy hù đến sợ mà tinh thần xa sút trên người không còn nhuệ khí và sắc xảo của bậc quân vương thiếu niên đương có. Tất thảy ông đều nhìn rõ ràng. Ông lo lắng không thôi, nên trước hết tự mình tìm đến Hiền Vương thăm dò ý của ngài về chuyện này. Song Hiền Vương chỉ dùng im lặng đáp lại, sau đó ông cũng không thể không mở miệng trước mặt nhiếp chính vương, uyển truyền nhắc nhở hậu quả xấu nếu ngài còn tiếp tục. Với sáng suốt của nhiếp chính vương, không thể nào không nghe ra khuyên nhủ. Nhưng ngài lại cứ tỉnh bơ như không, nghe xong chỉ cười trừ đến tận đây phương thanh không thể không bắt đầu hoài nghi phải chăng nhiếp chính vương có mưu đồ khác đợi chiến sự phương bắc thắng lợi rồi việc thay thế ngôi vị thiếu đế cũng chỉ là một vấn đề sớm hay muộn thế là ông cũng trở nên trầm tư trong triều đình không còn nửa câu tạp âm đề cập đến chiến sự chỉ bảo tất thắng đề cập đến nữ soái chỉ thổi phòng công lao không có ngoại lệ tình huống cứ thế kéo dài từ dạo đấy đến khi được tin nước tấn thành lập lại, ngoài chuyện phê phán bên ngoài, còn một luồng tai tiếng khác cũng bắt đầu lan truyền nhanh chóng. Là lời đồn nhảm bịa đặt. Không biết bắt đầu từ đâu, có tin đồn rằng đương kim nữ soái đại ngụy, nhiếp chính vương phi khương hàm nguyên và dương nhiệt hoàng phủ dung của tấn thất có gian díu không rõ, quan hệ giữa hai người không hề sơ sài, rằng lúc hắn ta còn là vô sinh, quay về từ chuyến Tây Du, mấy năm biến mất kia vốn dừng chân ở thành Vân Lạc, còn Khương Hàm Nguyên biết rõ thân phận hắn mà giấu giếm không báo, không chỉ thế, còn thu hắn làm trai lơ. Việc này, Vân Lạc ai ai cũng biết. Nay vô sinh hoàn tục, đầu quân vào vào Bắc địch lập lại cố quốc, mượn danh vọng xưa kia của hắn mê hoặc người tấn phương Bắc, là kẻ địch của đại ngụy. Chưa nói đến mối e ngại rằng nàng ta có vì tư tình mà thông đồng với địch hay chăng, chỉ riêng chuyện này nếu truy cứu tới, nàng ta phải chịu tội không nhẹ. Dĩ nhiên, trong chiều, dưới áp lực nặng nề, không ai dám can đảm hé ra nửa câu, ngoài mặt vẫn tĩnh lặng như trước. Còn tại dân gian, tin tức lại lan truyền đến rồi. Người đời không thiếu kẻ thiện lương và chính nghĩa, song cũng không tránh khỏi đám ngô muội, nghe gió thành mưa, luôn bảo sao hay vậy, tin đồn cứ hết lần này đến lần khác cuốn vào, vòng đi vòng lại không biết mệt. Bấy giờ không những ở Phong Nguyệt Nam nữ còn là chuyện phiếm nhân lúc vui vẻ mà say sưa mà còn liên quan đến mấy nhân vật có thân phận bực đó trong tích tắc dư luận xôn xao, càng về sau tin đồn càng thêm mắm thêm muối đến khó nghe. Dĩ nhiên Lan Thái Hậu cũng đã sớm nghe thấy, cuối cùng cũng thu được tí an ủi sau một thời gian dài bị u ám tuyệt vọng đè đầu. Bà ta cũng biết, Cao Trúc vừa chết, Lan Vinh chỉ có thể giữ mình, bước di chỉ trong tay con trai cũng xem như bằng không. Với mức khống chế triều đình trong tay của Thúc Thần Huy hiện giờ, tin đồn có ác liệt thế nào đi nữa, e là trong phút chốc cũng khó thay đổi tình thế nhưng mà, dù thế nào, xem như cũng có thể chút cơn giận. Không chỉ thế, chuyện tình trang gió của Khương Hàm Nguyên và Dư Nhiệt Tấn thất giờ đây thế nhân đều biết. Kệ cho thúc thận huy ngoài mặt có mây trôi nước chảy thế nào, tình thế này chắc chắn cũng ảnh hưởng đến quan hệ giữa hắn ta và Khương Hàm Nguyên. Chỉ cần hai người đó bất hòa thì với con mình đều là chuyện tốt. Bà ta chỉ ước gì tai tiếng đó không thể càng lớn càng tốt. Hôm đó Lý Thái Phi sau khi ngất xỉu tỉnh lại, bán thân bất toại, thái y trần bệnh đã trung cơn gió dữ, hiện giờ từ từ có chỗ khôi phục xong vẫn hành động bất tiện, nói chuyện ú ớ. Bà ta là nhân chứng duy nhất trong di chỉ của Minh Đế, Lan Thái Hậu hy vọng tương lai sẽ có ngày bà có thể ra mặt làm chứng lần nữa nên đích thân chăm sóc tận tâm. Buổi chiều tỉnh giấc, đang định sang cung đôn ý thăm viếng thì nghe tiếng cung nhân truyền báo, Hoàng đế tới. Bà thầm vui mừng, định ra đón thì cậu con đã xài bước vào, cho người lui, mở miệng hỏi luôn tin đồn về tướng quân Trường Ninh và Hoàng tử Tấn Thất, phải chăng là do mẫu hậu làm? Lan Thái Hậu đối diện ánh mắt con trai, nghe mùi chất vấn trong lời cậu, sừng sốt, lập tức cuốn quýt kêu oan, luôn miệng phủ nhận. Kẻ kia chuyện gì cũng làm ra được, khắp cung đều là tai mắt của hắn. Mẫu hậu sợ chọc hắn sinh nghi gây bất lợi cho con, đến cả chỗ của con cũng không dám đến gần một bước, miễn khiến hắn nghĩ là con và cậu con đang âm thầm thông đồng. Tự rũ sạch xong, lại vội giải thích giúp Lan Vinh cũng tuyệt đối không phải là cậu con đâu. Mẫu hậu dám đem tính mạng ra đảm bảo. Ông ấy một lòng vì con, hiện giờ chịu nhục, chỉ mong tự vệ trước đá, huống chi cho đến giờ ông ấy còn chưa khỏe hẳn trong người. Nói xong, thấy con nhìn mình không lên tiếng, một cơn thương cảm từ trong lòng tuôn ra, không kìm được than thở. Tiền nhi à, mẫu hậu thật không hiểu, lẽ nào đối với chúng ta, việc này không phải là chuyện tốt hay sao? Đến cao trúc hắn còn giết, sau này sẽ đối phó con thế nào, có thể nghĩ. Sao mẫu hậu lại thấy con giống như còn lên tiếng giúp cô con gái họ Khương kia thế? Tiền nhi đừng quên, cô ta là người bên cạnh kẻ kia. Thúc tiền không đợi Lan Thái Hậu nói xong, quay đi. Cậu bước trên con đường trong cung, chẳng có mục đích, ngơ ngẩn. Hôm đó kinh biến triều đình qua đi, có lẽ tất cả đều nói mình đã bị thúc ấy dọa sợ. Có lẽ đúng là vậy, cứ như một thanh trùy nặng nề từ trời rơi xuống, trong nháy mắt nện tất thảy vỡ nát, cả người cậu chìm vào trong cơn chán nản uể oải cực lớn. Cậu cũng nghĩ không ra, lời cuối mà người ấy nói, rằng đến cuối cùng sẽ cho cậu một sự giao phó hài lòng, đến cùng ám chỉ chuyện gì? Sau hôm đó, cậu chẳng muốn nghĩ đến thứ gì, chẳng muốn làm gì, càng không muốn nhìn thấy bất kỳ khuôn mặt kẻ nào, gồm cả người kia. Tâm tình như ngọn sóng bị hóa cứng, dù sao thì mọi chuyện ngoài dự kiến Kể cả bất lợi của chiến sự phương Bắc thì người kia cũng tự có thể xử trí. cứ thế, cậu cứ ngây ngây ngẩn ngẩn như chẳng đếm xỉa đến, mãi đến gần đây nghe được tin đồn đại này. Nó khiến cậu cảm nhận được cơn phẫn nộ cực lớn từ rất lâu. Nửa điểm cậu cũng không tin câu chuyện đang đồn đại ngoài kia liên quan đến thím và tay hoàng tử nước tấn. Không hề nghi ngờ là bịa đặt. Đến giờ, cậu vẫn còn nhớ cảnh tượng trong vườn mai phủ hiền vương lúc mới quen biết thím ấy không lâu. Khi đó cậu vô tình người thấy hơi thở tỏa ra từ người thím ấy. Ấy là hương vị thế nào nhỉ? Rất khó hình dung, không phải mùi son phấn, mà giống như hương cỏ xanh ngào ngạt tỏa ra dưới ánh mặt trời. Cậu chưa từng ngửi qua một hương vị đơn giản mà khiến tinh thần sảng khoái đến vậy, nên đã khắc thật sâu vào ký ức, chưa từng quên. Người như thím, cũng như hương vị cậu khó quên kia, không cho phép bất kỳ nhơ bẩn nào khinh nhờn. Cậu không thể nào dễ dàng tha thứ khi mà đương lúc thím ấy giết địch nơi phương bắc ở trường an kẻ vô tri lại giải lời đồn khắp hủy đi danh dự của thím thúc tiền không biết mình đã bước vào văn lâm các thế nào đến khi giật mình tỉnh lại cậu phát hiện đôi chân mình đã dừng ở bên ngoài đây là lần đầu tiên sau ngày triều biến cậu đến đây một tiểu hầu bên ngoài có lẽ không ngờ đột nhiên cậu xuất hiện vội rối rít cúi lạy định chạy vào thông báo bị cậu cản lại ngay sau đó tiếp tục cất bước cảnh vật nơi đây cậu không thể quen thuộc hơn nữa. Cửa sổ đón gió, đình mục ô thanh, nhưng những kẻ hầu mà trước đây cậu từng quen mặt đều không còn thấy. Nghe nói là đi giang nam, cảnh còn người mất, có lẽ là như thế. Thúc tiền bước vào, nhìn thấy viên tinh quan trẻ tuổi lục thiên nguyên cũng ở đấy, đang thấp giọng nói chuyện gì đó với y. Y một thân chiều phục, ngồi ngay ngắn sau bàn, cẩn thận lắng nghe. Vẻ mặt y nghiêm túc mà chuyên chú, dáng người cao quý mà trầm tĩnh. Thuốc tiền bỗng thấy mình thật lỗ mãng, nhẽ ra không nên xuất hiện. Lại bị ai nghĩ tiếp, trước mặt người này, dù là 10 năm nữa, e rằng mình cũng chỉ xưng đứng dưới bóng ngài, ngẩng đầu ngước nhìn mà thôi. Thuốc tiền nhịn ý nghĩ quay lại chạy trốn, ngừng bước, thấy y để ý đến mình, bèn ra hiệu lục thiên nguyên tạm dừng, lập tức đứng dậy. Lục thiên nguyên bước lên hành lễ. Bệ hạ, điện hạ, tiểu thần xin được cáo lui trước. Thuốc tiền như không nghe thấy, không nhúc nhích. Cậu khẽ gật. Mời bệ hạ ngồi. Sau khi lục thiên nguyên rời khỏi, y mời thúc tiền ngồi vào chỗ. Thúc tiền không nhúc nhích, đứng thẳng tắp nói. Ngoài kia đã lưu truyền nhiều lời đồn đãi vậy, sao thúc lại chẳng nghe chẳng hỏi. Tướng quân không phải người như vậy đâu. Đúng vậy, tin đồn lan truyền đã nhiều ngày, đến mình còn biết. Lúc đầu còn nhịn xem y sẽ có phản ứng thế nào. Nhưng lại không thấy y có bất cứ động tĩnh gì. Mấy ngày qua, ta suy nghĩ rõ ràng, tương lai thúc muốn gì cũng được cả, hiện giờ ta cũng không có ý nhúng tay vào chuyện của ngài. Nhưng mà triều đình, nhất định phải giữ gìn danh dự của thím ấy. Ngọn nguồn của lời đồn này, hoặc là từ đại trưởng công chúa, hay chí ít, không tránh khỏi có liên quan đến bà ấy. Vai ác này, nếu như thúc không muốn làm, thì để ta làm. Trừng trị bà ấy một tội danh xong, ta lại phái người của ta, xuống dân gian bắt người dám can đảm tiếp tục tung tin đồn, trừng trị một cảnh cáo chăm, ắt sẽ dừng lại. Thúc thần huy như hơi bất ngờ, dừng mắt trên mặt cậu, lát sau, từ từ nguyện cười. Nếu tướng quân trường ninh biết được, chắc chắn sẽ cảm tạ bệ hạ đã tin tưởng. Chuyện này, thần cũng đã có cân nhắc, đang định báo cáo với bệ hạ. Trường 105 Trường một năm trước, trong một gian thiên lao của thiên môn ti, một tù nhân được bí mật đưa tới. Đó là một vị sư trẻ tuổi, người khoác áo đay, chân mang giày cỏ. Lúc vừa được đưa đến, dáng vẻ chàng như vừa bệnh nặng mới khỏi, cơ thể cực kỳ suy nhược, nằm ở đây hơn nửa tháng mới từ từ khôi phục tinh thần. Đây là chỗ bí mật, toàn bộ chỉ nhốt trọng phạm đặc biệt. Những kẻ xưa giờ được đưa vào, hoặc là im ắng chết vào đêm khuya nào đó, cứ thế biến mất, xoa sạch mọi vết tích trên đời, hoặc bị mang đi, từ đấy biệt tâm tích. Chưa từng có kẻ nào có thể ra ngoài. Hẳn vị sư này cũng thế, trong mắt quan coi ngục, chàng chẳng khác nào người đã chết, cũng không ai muốn biết chàng là ai, vì sao bị đưa đến đây. Điểm khác biệt duy nhất là những kẻ khác sau khi vào tới, thường thường lúc đầu sẽ trở nên nóng nảy, sau đó là tuyệt vọng, cuối cùng biến thành cái xác không hồn. Còn chàng thì không phải, từ ngày đầu bước vào đã lộ vẻ bình tĩnh lạ thường. Sau khi cơ thể khôi phục dần, một ngày nọ, chàng ra thỉnh cầu, hy vọng có thể trả lại quyền kinh lúc trước cho mình, xin được ban bút mực. Quan coi ngục báo cáo lên, ngay lập tức thỉnh cầu được cho phép, rất nhiều quan coi ngục nhìn kinh thư viết đầy run dế không hiểu nổi được đưa vào. Cùng lúc đó, quan coi ngục cũng nhận được một lệnh cấp trên rằng sẽ thỏa mãn mọi nhu cầu hàng ngày của vị sư ở đây. Nhưng, khiến quan coi ngục thấy bất ngờ là vị sư tù nhân này không hề yêu cầu tí đãi ngộ gì. Từ hôm đó, chàng bắt đầu vùi đầu vào bút mực. Trong tù tối tăm không ánh mặt trời, thế giới của chàng cũng không chia ngày đêm, mỗi ngày thức sắc lại viết, mệt thì đi ngủ, không thấy sớm chiều, không phân nóng lạnh. Mục đích sống duy nhất của chàng dường như là quyển kinh trên tay. Sau mấy tháng, quyển kinh xếp chồng bên tường từ từ cao dần, theo đó, cơ thể chàng còn muốn suy yếu hơn cả lúc vừa đến. Trong thiên lao âm u lạnh lẽo ẩm ướt, lâu dài không thấy nắng trời, cộng thêm ngày ngày chàng hết ngày đến đêm dịch kinh, lại đổ bệnh lần nữa. Quan coi ngục chỉ sợ trách nhiệm bèn báo cáo lên, mấy ngày sau, người được chuyển ra ngoài. Ấy là một đêm khuya bình thường, chùa Hộ Quốc ở phía tây thành, trong góc nhà tứ hợp tăng lư đơn sơ vắng vẻ phía sau chùa, tiểu hòa thượng vô tình lại thấy phò mã đương triều đô úy Trần Luân đến lần nữa. Ba ngày trước, đô úy từng một mình đến đây, không biết cùng người bên trong nói gì, sau khi đô úy đi, vô tình nhìn thấy chàng sau khi tĩnh tọa một lát, lại lập tức không ngủ không nghỉ, ngồi vào trước bàn tiếp tục dịch kinh, một khắc cũng không nghỉ. Vị Pháp sư trẻ này là năm ngoái được phò mã đô úy bí mật đưa đến. Sau đó, chàng trọ lại chốn này, chưa từng ra ngoài nửa bước, mà người bên ngoài cũng không thể vào đến. Tòa tăng lư này, thực ra là một phòng giam, không ai biết đến sự tồn tại của tù tăng này. Chỉ mỗi vô tình ra vào, phụ trách đưa cơm cho chàng. Trước đó vô tình quét dọn trong kinh các, lúc không có gì làm thường đọc kinh thư. Từ từ quen rồi có khi cũng giúp tù tăng chép ít kinh văn chàng dịch ra. Cậu phát hiện, kinh vị tù tăng có lai lịch bí ẩn này dịch, pháp lý tinh diệu, tu tử huyền truyền, toàn bộ xưa giờ cậu chưa từng gặp, chưa từng nghe thấy. Đêm nay, sau ba ngày ba đêm liên tiếp dịch kinh, tù tăng dường như cuối cùng cũng đã làm xong mọi chuyện, sắp xếp lại quyền kinh xong, người cũng đầy mệt mỏi, không lâu sau thiếp đi. Dưới người chàng là tấm chiếu trải, người quay mặt vào tường, đưa lưng ra cửa, sườn phải ngủ nằm, gối đầu lên cánh tay phải, chân trái xếp trên chân phải. Vô tình đương nhiên biết, lúc các sư nghỉ ngơi, ngoài ngồi thì đây là một tư thế ngủ thường dùng nghe nói là để giữ cho trong lành cả trong giấc mơ, là một phương thức tu hành. Vị tù tăng bình thường không nói, như bị câm bẩm sinh, xong lại làm vô tình cảm thấy ngưỡng mộ từ trong lòng, cảm giác chàng cũng không phải là người phàm tục. Đêm nay, phò mã đồ ý lại xuất hiện, xong không đi một mình mà cùng với một người khác. Dưới ánh đèn lồng nhảy nhót trao liệng, vô tình ban đầu không nhìn rõ dáng người, chỉ thấy y tròn một lớp áo choàng, đội mũ trùm che quá nửa khuôn mặt, bước chân không nhanh không chậm, thả xuống đất im ắng, đợi đến gần, vô tình mới nhận ra, đúng là nhiếp chính vương điện hạ đương chiều mà năm trước mình ngẫu nhiên gặp mặt một lần trong chùa, không khỏi đầy sợ hãi. Cậu cứ cảm thấy có chuyện không ổn sắp sáng xuống người vị tù tăng kia. Nhưng mà, ấy không phải là chuyện cậu ta nên quan tâm. Nhất ẩm nhất chắc, hẳn đã định sẵn, người người đều có mệnh định của mình, bao gồm cả vị tù tăng kia. Cậu không dám nhìn nhiều, mở khóa cổng ra viện lạc, ngay sau đó tránh đi. Thúc thận huy bước vào, tới trước tăng lư, không vào ngay. Y dừng lại, xuyên qua cánh cửa nửa mở, nhìn vào thế giới phía sau. Ánh đèn như hạt đậu, soi sáng căn tăng lư ngăn nắp. Dựa vào góc tường khô giáo, quyển kinh xếp đống ngay ngắn. Đối diện cánh cửa, trải một tấm chiếu ngủ, một người đang nằm ngủ, quay lưng ra ngoài. Người ấy khoác áo gai, nằm thế sư tử tỏa, bóng lưng yên tĩnh, có vẻ như ngủ rất say. Cuối thu hai năm trước, từ miệng hiền vương y nghe được cái tên vô sinh. Ở tiền đường tháng 6 năm ngoái, cũng vì người này, y và Khương Hàm Nguyên chia lìa trong không vui. Lúc ấy y lệnh lưu hướng bảo thủ hạ trình sung chữa khỏi bệnh đối phương, tránh sau này sinh chuyện ngoài y muốn, lại cho đưa người về trường an, cầm tù trong thiên lao. Sau đó, khi y và nàng ấy tách ra đã lâu, lại nghe hắn ta bị bệnh, tự dưng nhớ lại lời hứa với nàng, cảm thấy phiền muộn, bèn theo lời hứa bí mật truyền tới đây, đổi hình thức cầm tù. Nhưng nếu không có gì bất ngờ, cuộc đời của hắn ta sẽ cứ thế trôi qua. Đã lâu đến vậy, Thúc Thần Huy từng không chỉ một lần nhớ đến người tên là vô sinh này, nhưng đây là lần đầu tiên, cuối cùng y đã tới, đích thân cùng đối phương gặp mặt. Y lặng lặng đứng trước cửa nhà lao một lát, nhìn thấy bóng lưng kia hơi nhúc nhích, tỉnh lại, sau đó, từ tốn ngồi dậy, xoay người ánh đèn ảm đạm soi dọi một gương mặt gầy gò, còn mang nét mệt mỏi, song dù người ở tù thất nhưng ánh mắt vẫn sáng rõ. Vị sư trẻ tuổi trước mặt này chính là vô sinh. Thúc thận huy từng hiểu lầm hắn ta là người trong lòng nàng, sau mới biết hắn ta là chi giao của nàng, nếu không phải vì xuất thân đã có tội trong chú định, thì là loại chi giao mà nàng ấy sẽ vì hắn không tiếc mạng sống. Thúc thận huy trong ánh mắt đối phương nhìn mình, cất bước đi vào, cởi mũ trùng như thế nào, nghĩ xong chưa? Y mở miệng đã hỏi. Vô sinh thu ánh mắt, cúi đầu, kính cần nhấc tay chắp dọc trước ngực, hành lễ xuất ra. Ba hôm trước phò má đô ý đã thông báo hết tình hình. Tội nghiệt là ở ta, tiểu tăng vốn là người dư thừa, không nên sống tạm trên đời, huống hồ giờ đây vì ta mà sinh ra rất nhiều sự cố, tội nghiệt trùng trùng. Tiểu tăng càng không muốn vì ta mà liên lụy đến thanh danh của tướng quân. Tất thảy, tiểu tăng tùy ý nhiếp chính vương an bài lúc chàng nói ra câu ấy, trong ánh mắt không chút y miễn cưỡng nào. Thần sắc chàng ung dung, giọng điệu như thường. Thúc thần huy mặt không lộ vẻ, quan sát chàng thật lâu. Tốt lắm, trước khi đi, ngươi có yêu cầu gì, cứ nói, bổn vương chắc chắn sẽ thỏa mãn. Vô sinh nhìn quanh một vòng tù thất, cuối cùng dừng mắt trên quyền kinh. Đúng là có một chuyện muốn nhờ. Trong bốn năm, từ lúc tiểu tăng Tây Du quay về cho đến giờ, đến nay qua bao phen chắc trở, trước sau mất nhiều năm, cuối cùng cũng đã dịch xong toàn bộ kinh thư mang về. Tiểu Tăng xuất thân từ chùa Già Lam Lạc Dương, tiên sư Đồng Pháp dù đã đi, song trong chùa vẫn còn đồng môn, hẳn là họ vẫn luôn chờ Tiểu Tăng trở lại. Làm phiền nhiếp chính vương, mai sau thay mặt Tiểu Tăng đưa kinh văn đến Già Lam chùa giao cho bọn họ. Thúc thần Huy gật đầu. Được. Nói xong, không hề ngừng lại, y đội lại mũ trùm, quay ra ngoài. Vô sinh chăm chú nhìn theo bóng người cho đến khi biến mất, cuối cùng từ tốn xếp bằng, ngồi xuống. Ba ngày sau, Điện Tuyên Chính cử hành một buổi chiều hội đặc biệt. Ngày chiều biến hôm ấy, chẳng những chân áp lòng người mà còn thay đổi rất nhiều chuyện, ngay cả quy định chiều hội từ thời bổn chiều khai quốc đến giờ luôn chấp hành cũng có chỗ sửa đổi, chỉ giữ lại đại nghị năm ngày một lần. Cho đến đại nghị mà thiếu đế cũng không tham gia, nhiếp chính vương bèn trực tiếp hủy bỏ đại nghị, đại thần đến văn lâm các bàn chuyện. Nơi đây đã lâu không thăng điện, song hôm nay chẳng những khôi phục, thiếu đế nhiếp chính vương cùng có mặt, toàn bộ vương công đại thần đều trình diện, mà đến tất cả các quan ở kinh thần dưới lục phẩm trước đây không có tư cách vào chiều cũng phải vào chiều. Gần ngàn người đứng đầy đại điện, ngay lúc trước khi chiều hội bắt đầu, đa số cơ bản không không thể nào biết được chiều hội đặc biệt hôm nay là vì chuyện gì. Nhớ đến hôm nhiếp chính vương chính tay đâm cao trúc ngoài dự liệu, đều sợ hãi. May mà có quan viên nhanh tin đã thả ra nội tình, rằng chiều hội hôm nay là có liên quan đến Hoàng tử Tấn Thất Hoàng Phủ Dung hiện giờ đang tạo sóng lớn ở Âu Châu. Nghe nói Hoàng Phủ Dung ấy thực tế là kẻ mạo danh sĩ thư cố chấp đẩy ra, còn Hoàng Phủ Dung chân chính là hòa thượng vô sinh của chùa Già Lam trước đây, mấy năm trước sau khi Tây Du quay về, không hỏi thế sự, dốc lòng dịch kinh, năm ngoái vào tới Trường An, vào hộ quốc tự xưa kia từng mời chàng thuyết pháp. Ở trong chùa chàng tiếp tục dịch kinh, để tránh bị quấy dày đã không đưa tin ra ngoài giờ đây được biết có kẻ mạo danh thay thế, bại hoại thanh danh, quyết ý đứng ra chứng minh trong sạch. Tin tức này đánh động bao lớn, có thể tưởng tượng được. Sau một trận nín thờ đè hơi yên tĩnh chờ đợi qua đi, rốt cuộc, vị sư đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chàng mặc một bộ tăng bào sạch sẽ, mắt sáng rực, trong vô số ánh nhìn chăm chú đi vào đại điện, đến chỗ thiếu đế và nhiếp chính vương hành lễ, tự xưng là hoàng tử tấn thất hoàng phủ dung, đó chính là vô sinh đến từ chùa Già Lam vẻ mặt vô sinh đầy tự nhiên, giải thích xong, mới nói. Trước kia ta xuất thân từ tấn thất, hiện giờ xuất ra nhiều năm, không hỏi thế sự, nhưng Thủy Trung cũng là người nhà Hán, hai chữ đại nghĩa thật không dám quên, sao lại nép mình thờ thủ lĩnh quân địch làm chủ chứ. Kẻ mang danh phục quốc phương Bắc kia chính là kẻ mạo danh không còn nghi ngờ, mong bể hạ bố cáo thiên hạ, chớ để người dân phương Bắc bị người địch che mắt. Ngày lạc đô xảy ra biến, tấn đế từng phó thác quốc tỷ cho ta, dặn ta giữ lấy mạng. Bao năm qua, ta quy y pháp môn, vật này không dám tự tiện xử lý, hôm nay tiến hiến bệ hạ. Từ nay về sau, trên đời không còn tấn, vạn dân về một mối, đại ngụy thái bình thịnh thế, tạo phúc cho bá tánh, âu là may mắn của tiểu tăng, tội lỗi tạm cởi bỏ. Chàng lấy một chiếc hộp nhỏ bốn góc quấn trong tấm vải, quỳ gối, hai tay giơ cao khỏi đầu. Điện thị dùng mâm nhận lấy, xài bước đưa đến trước mặt thiếu đế mở ra. Thiếu đế xem xong, lệnh truyền cho nhiếp chính vương y nhìn qua lệnh bá quan truyền xuống trong đó có quan thái sử kiến thức xem xét kỹ xong bèn hô bè hà nhiếp chính vương điện hà đây không còn nghi ngờ đúng là quốc tỷ của cố tấn quần thần nhao nhao quỳ xuống sơn hô vạn tuế phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn